Đây nha, hạt có hoa sen này, cái hoa sen nó nằm phía trước này. Đó, phải quay đây. Nên là nhiều người đặt nhầm cái hạt này ở bên kia. Được chưa? Nào. Thầy về đi chuyển Hồng Sơn. Sau khi đặt xong bộ tam sự, đây là bộ tam sự, thì tiếp theo đặt cái giá để kệ kệ để bắt hương. Tiếp theo là kệ để bắt hương. Kệ bắt hương cũng thế, để chính giữa thì trung tâm. Gia chủ dùng bát hương 20. Bát hương 20 là bát hương lớn nhất ở đồng gì? Đồng gia tiên. Tiếp theo là bát hương bên trái của chúng ta, và bên phải mà thờ. Thờ cộng đồng gì? Đồng gia tiên. Bát hương ở giữa là thờ cộng đồng thần linh. Như với nhà bát hương thì mặt nguyệt phải hướng về phía trước. Bát hương bên tay phải chúng ta, tức là bên trái bát thờ này, là gì? Thờ bà cô ông anh. Tiếp theo là đĩa bồng. Rồi, sẽ che kia vậy. Đây là đĩa bồng. Tiếp theo là kỷ. Năm chén đủ năm chén. Kỷ nhá, ý là phía mặt nguyệt này, đứng ở phía trước, mặt cong hướng phía trước nhá. Đó. Chén không? Chắc đẹp rồi. Tiếp theo là đưa cho tôi ba cái chén. Chén thì gọi là cái hũ đấy. Hũ đầu tiên là hũ tiền. Hũ tiền đại diện cho trời, tức là thiên. À. Hũ thứ hai là muối. Đại diện gì? Cho đất, là địa. Hũ thứ ba là hũ gạo. Đại diện cho nhân, là người. Như vậy để cân đối này, ba hũ để cho đất cân đối và đẹp. Tất cả hoa sen đến nên hướng về phía phía trước. Ba hũ này, thiên, địa, nhân. Đấy, ý là tiền, muối và gạo. Tiếp theo là đèn dầu. Đèn là đốt lửa, là mang khí dương. Chứ đèn dầu là gì? Để bên trái bàn thờ, từ bên phải chúng ta. Đèn dầu để bên trái bàn thờ. Thường thì đèn dầu có mặt nguyệt này, thì nên mặt nguyệt quay về phía trước. Tiếp theo là gì? Nặn rượu. Nặn rượu là gì? Để bên phải mặt hợp. Tiếp theo là ống hương. Ống hương để bên bên trái bên phải, đi ống hương để bên nào thuận lợi cho chúng ta thì chúng ta thắp hương là được.
Tiếp theo là vì bàn thờ có gì? Bàn thờ mình thờ rộng ba mét vuông, bàn thờ lớn ấy thì ta dùng ba cái bồng ấy, thì sẽ dùng thêm hai cái bồng nhỏ ở hai bên. Như vậy là chúng ta ban thờ chúng ta dùng ba gì, ba cái bồng. Tiếp theo là chúng ta trang trí là bình hoa, nọ hoa ấy. Nọ hoa thì mang tính gì, âm. Trên hoa thì ở bên phải ban thờ, nhưng nếu gia đình mà có hai nọ hoa thì để hai bên. Nọ hoa ta để trước một chút, bởi vì sao, bởi vì là ta có thể trang trí thêm được bình bên trong, còn bình thường có thể để vào phía trong bình hay là đèn chứng minh nhé. Thế gia chủ nhà ta có thêm gì, có thêm là bình, nên là sẽ bổ sung thêm là bình. Như vậy là mỗi bên ta đã thêm một bình rồi, ra nó là bình hoa lớn đấy, thì sau này có thể cắm hoa gỗ bằng hoa sen gỗ hoặc hoa sen đồng. Đấy, như vậy chỉ cần nhìn ban thờ này, đã, đây là ban thờ sau sắp xếp theo tam sức rồi. Và nó là gì? Nó là một biểu tượng, một thái cực thu nhỏ. Trên ban thờ phải thể hiện cái đầy đủ gì? Kim mộc thủy hỏa thổ. Kim là gì? Kim là kim loại, đó là đỉnh đồng kim loại. Mộc là một bàn gì? Gỗ này, kệ gỗ này. Thủy là nước, đây là cái nước, chứ không phải là một số gia chủ là dùng nước ở trong cái này phải nhá, vì nước cũng không thể đặt được gần thì nó bất hưng được, thủy hỏa không gần nhau, mà vị trí đặt nước và vị trí đặt gì nó bất hưng, ít nhất cách nhau 220 cm trở lên, và hiện nay là rất đủ khoảng cách. Và đây chỉ thay ta đặt nước vào đây, thậm chí trong quá trình bày lễ ta đến lễ về chai nước ở bên cạnh này đó. Còn nguyên tắc của ban thờ là gì, trong tối và ngoài sáng, tức là nếu mà cái gì phát ra ánh sáng ta là từ chân lý phía ngoài một chút, đúng không, đó thì là chút, chứ không đặt sát vào cái phát hương. Sau này cái đèn chứng minh của hai bên ấy, ta cũng đặt gì, đặt dịch cho hai bên phía trong, phía trong để ánh sáng. Thì sau này khuyên gia chủ dùng cái đèn rất là đỏ thế này, đây hai bên đó, đèn có cái bao đỏ rất mờ mờ thôi, đừng dùng sáng quá nhá. Đúng rồi, bố đó. Em này. Cũng được, cũng ok. Hai bên nhá. Và rất là đẹp. Đấy. Còn trang trí thêm là anh Viên đưa thường tôi một số nước và bánh kẹo. Nước và hoa quả, nước thôi. Được rồi, trang trí nước. Trang trí sang phía bên dưới đây, khoảng hai bên. Đấy, có thể thêm chai nước đúng không? Đấy, thì cho nên trang trí ở phía hai bên nhá. Đấy, rồi có một vài chai nước lọc chẳng hạn là sẽ rất đẹp, và đặt vào vị trí hai bên và chúng ta dùng một bên được nước bằng bên thủy đặt lên. Đấy, như vậy là gia chủ hiện nay là gì, hiện nay là sắp xếp một cái ban thờ công đồng thần linh này, công đồng gia tiên này và cô mãnh theo đúng quy chuẩn. Đây đúng một quy chuẩn. Đó. Sau khi mà sắp xếp xong rồi ấy, thì ta sẽ tiến hành để đặt lễ. Đặt lễ. Và sau khi đặt lễ xong thì ta thực hành một thủ tục về tâm linh. Hôm nay là tôi hướng dẫn cho gia chủ là cách thức sắp xếp ban thờ, sau này mình có thì mình có điều kiện về kinh tế mua biệt thự mới cao hơn chẳng hạn, mình có thể tự làm được nhá. Nếu như gia chủ muốn bổ sung thêm về ngũ sự ấy, thì sau này sẽ làm từ chân đến bên này, chân đến ngang với hai mắt luôn, hai chân đúng rồi, hai chân hai bên đấy là gọi là ngũ sự. Đấy, thì như vậy bàn thờ làm rất là đẹp đúng không. Lưu ý khi đặt bàn thờ tất cả các bàn việt hoặc là hoa, đây bàn thờ này chúng ta cái bờ này nhá, đều có hoa sen ở giữa này, dưới này ta cũng đặt gì, quay hết phía trước nhá, đó tất cả quay hết phía trước. Đây thì nó rất nhỏ thôi, nhưng mà nó thì nó đúng
rất nhỏ, và con số rất nhỏ là đúng. Như vậy là đây là một quy chuẩn hoàn chỉnh rồi. Sau đây thì tôi sẽ chuyển sang cái bước tiếp theo, đó là để hướng dẫn gia chủ bốc hương, chọn mẹ.